Thưa quý vị, hiện nay người dân tỉnh Giang Đông, Trung Quốc, một tỉnh giáp với Triều Tiên, đang đặt hy vọng vào cuộc gặp sắp tới giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giúp giảm căng thẳng với bán đảo này và có thể cứu vớt những dự án kinh tế của Trung Quốc đã được xây dựng tại khu vực biên giới này. Các cư dân tại ngôi làng Taipingwan của tỉnh Giang Đông, Trung Quốc đang rất lo ngại về những cuộc thử tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, bởi những cuộc phóng thử này được dàn xếp chỉ cách tỉnh này 100 km. Trong năm 2014, những tai nạn đã xảy ra dọc biên giới hai nước này. Ít nhất là 7 người dân trong làng đã thiệt mạng do ảnh hưởng từ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Đây là vụ tai nạn mới nhất trong số nhiều vụ trong những năm qua. Dù cho quân lính có mặt dọc khu vực biên giới, cùng với đầy rẫy những hàng rào thép gai, thì những khu vực phát triển kinh tế vẫn đang mọc lên tại đây. Những khu vực này được xây dựng với hy vọng rằng Triều Tiên sẽ mở cửa nền kinh tế và tiếp nhận đầu tư. Tuy vậy, dường như không có mấy hy vọng do phía Triều Tiên vẫn tiếp tục theo đuổi phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, dù họ có thể phải nhận những biện pháp trừng phạt từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và thậm chí là đồng minh của Trung Quốc. Bên cạnh đó, kể từ sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên, việc trao đổi thương mại giữa hai nước đã bị ảnh hưởng khá nặng nề. Do đó, những người dân tại khu vực biên giới này hy vọng cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đưa ra phương hướng giải quyết hạ nhiệt căng thẳng khu vực biên giới giữa tỉnh Giang Đông của Trung Quốc và Triều Tiên, giúp thương mại hai nước bình thường trở lại.